Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thuyết trình về cái mô hình khối lượng công nghệ của mình, đó là thiết kế và thi công mô hình kiểm tra chất lượng sản phẩm thông qua xử lý ảnh. Thì với nội dung mình sẽ bắt đầu với 4 nội dung như nhau, đó là tổng quan và đề tài, thứ hai là cơ sở lý thuyết, thứ ba đó là thiết kế và thi công, thứ tư đó là kết quả và phương hướng phát triển. Phần đầu tiên mình sẽ nói sơ về xử lý ảnh, đó là cái những cái xử lý ảnh hiện nay thì phân loại và cái nhận dạng được theo đuổi một cách tích cực và được tổng hợp và ứng dụng trong các ngành nghề như là lĩnh vực như quân sự, quốc phòng, hóa sinh, nhà thông thông minh, robotic và các dây chuyền di động điều khiển tự động. Về cái lý do dùng đề tài của mình thì trong quá trình thực hiện tham gia thực tập nghề nghiệp ở tại cơ sở cơ khí đăng ký thì mình đã biết được cái quy trình hoạt động của quy trình SMT và biết được khó khăn của công ty, thì mình đã đưa ra cái đề tài này và giúp cải thiện chất lượng sản phẩm của công ty. Thì đây là một cái hình ảnh về cái chuyền SMT mà mình đã lấy được. Thứ nhất là cái bo để SMT xong, thứ hai là cái hình mà các em đã lấy được khi trong quá trình mà cắm bo mạch trên linh kiện, thứ ba đó là cái bo mạch đã thực hiện xong. Thì với những cái đo đồ sản xuất của nhà máy em đã xin được, thì sau cái những cái quy trình mà thực hiện xong thì phải có một cái bước kiểm tra sau đó. Thì tất cả cái bước kiểm tra này đều do con người kiểm tra nên là cái độ sai sót của nó rất là cao, nên là còn có một cái phương pháp nào đó kiểm tra chất lượng sản phẩm nó tốt hơn. Thứ hai thì mình sẽ giới thiệu về cái cơ sở lý thuyết về cái mô hình của mình. Dựa cái nguyên lý chung của cái mô hình này, đó là trên cái tất cả các nguyên lý của xử lý ảnh chung nói chung, thì em đã xây dựng ra một cái mô hình riêng của mình. Đầu tiên đó là thu nhận camera, mở ảnh từ máy tính, rồi tiền xử lý, trích chọn đặc điểm. Tiếp theo là hậu xử lý, so sánh với bao mẫu và lưu những cái vị trí, số lượng, kích thước hình ảnh linh kiện mà em mong muốn. Thứ hai là xuất cái giá trị ra màn hình và điều khiển vị trí cái băng tải. Mình sẽ nói chung nói riêng về cái phần tiền xử lý, trích chọn đặc điểm thì nó có sơ đồ về cái giải thuật như sau. Mời các bạn và các thầy tham khảo. Rồi tiếp theo là cái bước so sánh và đưa ra kết quả, mình cũng có một cái sơ đồ và các thầy các bạn tham khảo. Cái này là cái hình ảnh minh họa mà trong cái quá trình mình tiền xử lý và trừ ảnh nền ra được cái những cái trích chọn đặc điểm mà mình cần mong muốn. Thứ hai là hình ảnh minh họa, sau khi đã có những cái đặc điểm mong muốn đó rồi thì mình bắt đầu so sánh và đưa ra những cái kết quả mình đạt được. Tiếp theo đó là cái phần nguyên lý của điều khiển của cái băng tải, thì nó có sơ đồ giải thuật như sau. Thứ nhất là start và kiểm tra các dây điện cảm biến, sau đó nếu mà cảm biến 1 được chạm đến thì băng tải sẽ hoạt động, và sau đó khi kiểm tra và nhận dữ liệu của máy tính như một cái cảm biến thông thường và sẽ đưa giá trị về cho băng tải hoạt động hay không hoạt động. Tiếp theo là cái sơ đồ nguyên lý của cái mô hình của mình. Phần thiết kế và thi công ở đây thì sẽ là những hình ảnh về phần cơ khí của mình thiết kế trên 3D. Thứ hai đó là các phần điện tử, bao mạch layout, bao mạch 3D và cái bao mạch mẫu của mình đã thiết kế. Thứ ba là phần giao diện máy tính thì được phép demo như sau. Thì cái giao diện đứng như thế này, đầu tiên mình sẽ có một cái bo mạch mẫu này, và đây là bo mạch mẫu thì mình sẽ cho nó kiểm tra thử là nó có đúng với cái mẫu của mình để kiểm tra hay không. Thì kết quả nó sẽ là đưa ra vị trí bo mạch tốt, thì máy tính trên trạng thái nó sẽ báo tốt và các vị trí linh kiện sẽ là đúng hết. Tiếp theo mình sẽ đưa ra một cái bo mạch thiếu linh kiện. Ở đây nó sẽ thiếu ở những vị trí như là R2 và cái R3. Ở đây
mình sẽ đưa ra cho máy tính kiểm tra thử. Và nếu bề mặt nó lỗi thì nó sẽ báo kẹt đèn và đòi. Và nó sẽ có báo còi ở đây. Tiếp theo đó là mình sẽ có một cái bề mặt sai linh kiện ở vị trí 2 và 4 và ở R3 và cái RL1. Nó sẽ báo những cái linh kiện bị sai, như là sai linh kiện ở 8, 7, 6, 2. Và cái linh kiện đúng thì sẽ tô màu xanh, và những linh kiện sai tô khác màu như là vàng và đỏ. Thì cái phần demo của mình đã hoàn toàn kết thúc. Chào. Xin chào các bạn.